mày tiêm à? Ai cho gặm chửi cá? Công nông nổ chậm công à? Lại ngậm miệng. Nước rồi. Nguyên à? Bà gọi đâu? Nguyên à? Bà gọi Nguyên ơi! Nguyên! Bà gọi đâu? Nguyên ơi! Nguyên! Nguyên ơi! Chưa quay được ra rồi. Chưa quay được. Đây, đây cơ mà. Đây cơ mà. Đây Nguyên ơi! Đây cơ mà. Quay đầu cá viền này. Quay đầu cá viền này. Đâu, đằng nào? Con vừa ti xong mà sao lại nằm úp thế kia? 10 phút rồi mà. Quay đầu cá về đằng này, xoay 40 độ ngay giờ này. Nào, Viên này. Ông gọi đâu? Ông thì ơi. Một tay chống, ui. Ông ơi. Đầu cá xa quá, không gọi được đâu. Chân bắt chéo nhau làm sao mà đi được con. Dạy nó co lại một chân, đỡ đỡ mình nó co lại một cái chân để cho nó như tập quân sự. Hôm trước ông nội dạy rồi đấy. Chân như kiểu đạp ở dưới nước nhỉ. Ôi giời. Cá đâu? Sủ cá đâu? Đi đi mò sủ cá đây chứ mà. Đấy là cô một chân. Đến đây. Cá vàng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống, ngồi lên lặn xuống nặng bụng đấy bây giờ. Cá vàng mua tung tăng, nặng bụng rồi, nặng bụng rồi vừa ăn no xong, rồi không thể chịu được rồi. Đấy.